Thế nơi anh bảo hến này, anh đã nhung nhớ từ ngày gặp em. Hãy thử yêu anh mà xem, em sẽ được mút kem tòe mồm. Yêu thì yêu thật chứ ai lại thử. Mà lòng dạ đàn ông các anh khó đoán lắm. Nói một đằng làm một nẻo, miệng ai cũng dẻo cũng lươn. Em đừng có mà vơ đũa cả nắm, oánh rắm lung tung. Xã hội có người này người kia, không phải ai cũng giống ai. Con người không ai hoàn hảo cả, như là bàn tay có ngón ngắn ngón dài. Anh luôn cố gắng để sống tử tế đàng hoàng, không hổ thẹn với xóm làng đâu em. Anh sợ ơi! Đây! Anh sợ! Mày đây! Sợ kia! Mày sợ! Anh sợ! Sao mà tập đâu? Anh sợ! Trần ơi! Trần! Anh sợ! Anh sợ! Trần ơi! Trần! Dê nhà ai sổng chuồng hay sao mà gào ghê thế? Trần ơi! Trần! Anh sợ! Nợ nần gì người ta mà khổ thế? Thế mà vừa nãy bảo là sống đàng hoàng, không bao giờ phải hổ thẹn với xóm làng. Đúng là lòng người đa đoan. Xã hội này chả tin được bố con thằng nào. Anh sợ ơi, chị em mệt quá. Chào chị, cái lão kia đang định lừa chị à? Nó có đang lừa chúng em, chưa trả được đây này. Nó có chạy lên quần cũng không sao đâu. Sống thế nào mà lại mang nợ mang nần, đang định trao gửi thì mất dần niềm tin. Ôi, anh sợ, trả nợ cho em. Anh bảo đưa cho anh, rồi anh sẽ gửi lại. Mà bây giờ mất tâm mất tích à? Cái này lên leo, anh đứng lại. Anh ơi, trả nợ cho em. Ước gì anh ở đây giờ này. Cụ không phải ước, anh Sáu chăm sóc ghé thăm rồi, con trai cụ đâu? Hôm nay mà tìm thấy là không xong với bọn này. Thằng nhà tôi đắc tội gì với hai cô mà có vẻ căng thẳng thế? Nợ chúng cháu không trả, dù chưa xuống đất chúng cháu cũng bới lên. Nhìn cái mặt sáng sủa mà đi lừa người ta. Hứa lên hẹn xuống như thật, cụ dạy con cái như thế à? Cha mẹ sinh con trời sinh tính. Hai cô cứ về đi, thằng sỏ nó về tôi khắc bảo nó qua. Về là về thế nào được, hôm nay phải đòi bằng được, chỉ đi thêm. Thằng sỏ đâu? Tao nói cho tao. Anh sỏ. Cái con quả cái. Chưa thấy mặt đã thấy mồm rồi. Anh sỏ. Thằng kia, mày nợ nần gì người ta trả cho họ đi. Còn không thích trả. Sống mang nợ người ta nhục lắm con ơi. Này anh yêu ơi, ôi trời trời ôi ôi. Lúc ngon là chẳng ăn lại để rồi nó ôi. Người ta đang vào càng lại nhảy vào hỏng mà sao có chuyện gì thế? Bà ơi, bà có tiền không cho tôi vay in? Tôi đang cần lắm. Tôi cũng có đấy, nhưng mà còn dùng để đi nông mông sửa má và một số nơi để lấy phòng. Lấy phòng hay là lấy chồng? Lấy chồng không phòng thì tệ ta. Thằng của nợ nhà tôi nó nợ người ta, con dại cái phải mang. Bà nể tình hàng xóm giúp tôi với, tôi xin bà. Thôi được rồi, nhớ trả sớm đấy. Anh đúng là cái loại mặt dày. Anh hứa hẹn với người ta như thế nào hả? Bây giờ mày có chạy đi đằng trời. Chị ơi, ngã đâu chạy ở đó. Thôi thôi thôi, dừng hình gợi ý. Một trăm chối gì thì nói đi. Cho thở một lúc rồi chạy tiếp. Không lăng nhăng, trả lời cho bọn tao đi. Thở thế nào thì thở. Đứng lại, mày chạy đi đâu? Đứng lại cho tao. Mày chạy đi đâu? Chị ơi, cố lên. Chị ơi, cố lên. Bắt nhanh chị ơi, cố lên. Thôi thôi, tôi xin hai cô. Nó có nợ nần gì thì tôi trả cho nó. Trả cụ không trả được, anh ta mới trả được bọn cháu.
Đây đi đâu cho thoát. Chị ơi, cố lên. Thế nó nợ cái gì? Nó lấy đi tình yêu của cháu. Không trả thì đó là không phải nợ à? Anh ta là kẻ cắp trái tim. Con cũng lạy hai mẹ, làm hết cả hồ. Chắc nói rồi. Chết, chết, ông. Mà chạy đi đâu? Đứng lại.